Xin chào các bạn, hôm nay thì nhí sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn rất là nhanh và rất là ngon. Món này thì chúng ta có thể dùng ăn cơm hoặc là các bạn có thể uống bia cũng được, rất là ngon. Đây là món cánh gà lắc sốt Thái, vừa thơm vừa cay, rất là hấp dẫn. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị là ba cái cánh gà. Cánh gà mình mua về thì các bạn rửa sạch qua nước muối, sau đó các bạn có thể dùng dao hoặc là kéo các bạn cắt cái cánh gà này ra làm ba phần phần trên cùng, phần giữa và phần cuối. Sau đó thì mình sẽ niêm vào đây một tí xíu muối, một tí xíu tiêu. Lưu ý là mình chỉ niêm điểm tại vì cái phần cánh gà này mình còn lắc với cái phần nước sốt nữa. Bây giờ thì Nhí sẽ trộn đều cho cái phần cánh gà này nó thấm cái phần gia vị. Và mình sẽ ướp cái phần cánh gà này trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Trong thời gian này thì mình đi làm cái phần nước sốt Mình sẽ cho một ít hành tím, xả bầm, ghiền bầm. Mình sẽ phi cho cái phần nguyên liệu này nó dậy cái mùi thơm lên. sau đó thì mình sẽ cho vào đây là 30g me mình bóp với lại nửa chén nước một muỗng tương ớt hai muỗng cà phê đường thốt nốt hai muỗng cà phê nước mắm ngon thì à, bột niêm thì các bạn sử dụng một ít thôi sau đó thì mình sẽ nấu cái phần nước sốt này cho nó sệt lại khi cái phần nước sốt nó sánh lại mình niêm nếm lại thấy nó vừa ăn thì mình sẽ tắt lửa bây giờ thì mình sẽ đi xử lý cái phần cánh gà mình sử dụng là hai muỗng cà phê bột chiên giòn. Mình sẽ áo sơ qua một lớp mỏng của cái phần cánh gà. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Khi cái phần dầu nóng thì mình sẽ cho cánh gà vào mình chiên. Thì cánh gà này mình chiên từ lúc sống lúc ban đầu nên các bạn chiên cái lửa vừa phải để cho cánh gà nó chín đều vàng đều. Khi các bạn thấy cái phần cánh gà nó đã giòn vàng như thế này thì mình sẽ vớt ra. Với cái món này thì uh, cay thì nó sẽ ngon nha nên mình sẽ cho thêm một ít ớt bạn nào mà không ăn cay được thì các bạn có thể không cho ớt và mình sẽ nấu cái phần nước sốt này lên cho nó sôi lại khi thấy cái phần nước sốt nó đã cô đặc lại thì mình sẽ cho cái phần cánh gà vào lúc này thì các bạn chỉ cần áo đều cái phần nước sốt và mình sẽ mở lửa lớn để cho cái phần nước sốt nó rút vào trong cánh gà như vậy thì khi mình ăn cái món ăn thì nó sẽ đậm đà và nó rất là ngon khi mình thấy cái phần nước sốt nó đã áo đều cái phần cánh gà thì mình sẽ tắt lửa và mình đem cái món ăn ra để trang trí thì để trang trí cái món ăn này thì như có chuẩn bị một ít xả mình đập mình xé sợi mình chiên vàng lên sau đó mình cho cái phần cánh gà lên và cuối cùng là mình trang trí thêm một ít lá chanh thì cái lá chanh này ăn kèm với cái món ăn này luôn thì đây là cái món cánh gà lắc ít sốt thái mà làm thì cũng rất là nhanh và món ăn thì cũng rất là ngon nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ nhấn like và giúp nhí chia sẻ cái clip này rộng rãi để bạn bè người thân được xem bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn nút đăng ký kênh các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi nhí ra clip mới với cái món cánh gà lắc sốt thái này thì chúng ta có thể ăn với cơm hoặc là các bạn có thể uống bia hoặc là làm những cái món ăn vặt cũng rất là phù hợp và rất là ngon thì bây giờ nhí sẽ mời các bạn cùng ăn thử để mình trải nghiệm coi cái món ăn này nó có cái hương vị như thế nào nha Với cái món ăn này thì mình nhìn từ cái bên ngoài thì mình thấy nó rất là hấp dẫn Cái phần nước sốt có cái màu nâu đậm Thêm một ít lá chanh Rất là thơm và rất là đẹp Thì sau khi mình trải nghiệm cái món ăn này thì mình thấy nó rất là ngon Cái vị chua, cay, mặn, ngọt, thơm của sả à, Đây là một món ăn mà như vậy các bạn cũng nên thêm vào thực đơn để thay đổi khẩu vị giúp cho bữa ăn của gia đình mình được ngon hơn. Và nhí cũng chúc cho các bạn thực hiện cái món ăn này thật là thành công. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.